như bóng quê nó ở đường sinh sự tam sinh khẩn định phá phương sơ tam nữ khẩn là pa kêu quảng trở như tiếng hú sần lâm quảng đông như lông non tư hài quảng trở qua na năm bồ này quảng đông qua bộ mây quang thơ đời thông nồng nàng á quang cường đuôi á nông nàng tiên một giác lá trình trên ta nó cánh mà tao tiên á trình lồng xuống sơn quang thơ xa đề thông minh quang đồng như đông đầy thông kinh mơ thấy cái hồ nồng quan lục kiều đăng kinh mơ pháp luôn vang hậu con nam kinh mơ pháp loa độc đe thứ nà đường con nam kinh mơ pháp loa pha đầy cường nà mây lục kia kinh mơ quan trương khai ban an trăng hạ phá cương vui tâm kinh xa đây đã vui về phần ai mi ba mẹ hô la vàng quan ba mẹ la vàng hôi đại học thêm hà pi dù còn trắng đã tỉ son hòa bình là tí xa hưu lương tỉ viện làng sơn là cha ơi ba mẹ kỳ văn này tu thế bồ an trần gian bó hà mùi văn ba mẹ đây đâm đinh pin lờ đâm đất pin phay khẩu tức lông trang bắt bồ ngon non phà bồ đắc cha ơi không nhận kiểu hai kinh ngài kiểu hung nhà từng bó khơi nhà xây này vẫn cùng bó đây xếp
Văn này dù đương thế dường can bồ an trần gian cung bố hào. Cha ơi văn này ba mẹ nhân bày khắp nằm thập sen du tỷ Bắc Ninh nhớ cha ơi. Sang đây mơ từng lượn thừng tu văn này trình veo đến ma thương bán thận mà văn ma thương bán thận mà thân khăn bo sự thản đai văn lăng nhân mì ngần sen cống thường trả ơi lung tu thể nhắn khay bác tiền tam khay bám đã liên bao lăng mà ba mẹ dù đương thể bỏ an trần gian bó hào trả ơi nâng mì quyết xếp quyết đô đang xếp càng hồ sơ lục tiểu đầy lồng dưỡng hai con nam đầy quài dưỡng kinh trả ơi lùng tu thể soi xét xe soi xét soi hư bán mình ba mẹ hoa vàng quan ba mẹ là vắng hồ ngây lăng mà tu thế bồ an trần gian bồ hào xét từ bàn mình cửa ba mẹ cho nghiêm trả ơi lúc khiêu du hô bằng quan thì thịp nhị pi mà kê đâu hô nồng quan mình lúc hiêu tay kim cang đang còn nằm tại in văn văn đây cái mã nhà quan văn văn nhân cái đoàn nhà tương văn này dù đương thế dường can vì ba mê hồ vàng quan bồ an trả ơi a đúng tu thể áo tư sách nhà vua mà không áo tư tha nhà vàng đúng gì nhân lưng nâng hết á cốc tay lò đúng chân gian nét á bồ tài tăng xét mưa ban bành ba mê ho bàng quang mê xét nở ban mình ba mê vang hồng cha ơi nhằng khay bạc lung tam khay bằm là lung bao bà mẹ họ Hoàng được 65 tuổi nhé, kể từ nhất cái chủ thần đất thần đất nhà bà đang ở ấy, cái chỗ đất bà đang ở đi làm chỗ này này là có rất là nhiều cái vong nhi ấy. Ngày xưa cái chỗ này nó là cái chỗ đất bỏ không, cho nên là nhà này nó mua lại của nhà người ta, nó không biết chỗ này là ngày xưa là có rất nhiều cái vong trẻ con chết ở đấy, người ta chôn ở đấy là thường hay ám ảnh vào bà. Đấy bằng trẻ con. Cho nên là bà hay bị ốm lắm. Một tháng bà phải ốm đến 2 lần. Con nói ở trên trực tiếp này con biết là bà không biết viết bình luận, nhưng mà con phải quay lại như này để cho bà thấy rõ, để cho bà biết. Bà bị bắt vía này, bà bị cái đống vong trẻ con này nó bắt vía. Thứ hai nữa, là bà cái bóng vía của bà ấy gặp cái người thân này, cái người ở trong mơ ấy, bà nằm mơ bà nhìn thấy người ta, mà người ta về người ta báo mộng cho bà. Cái người này là người yêu, nói chính xác là chồng ngày trước của bà,
mấy chục năm rồi, bây giờ người ta mới về thăm bà, người ta thương bà, người ta vuốt ve vào người bà. Cho nên là từ ngày mà bà nằm mơ thấy ông là bà thấy mệt mỏi, chân tay bùn rùn. Vì người ta là người âm mà, người ta khi mà người ta vút vào mình là cái khí của cái người âm, mà cái người này chết lâu lắm rồi đi, mà chết ở đường mà cái vong, cái người này còn chưa về được đến nhà, vẫn ở đường. Bây giờ đi theo bọn tà, giống như kiểu đầu chuộng đuôi cướp ấy. Cho nên là từ cái ngày đấy là bà mệt mỏi, cách đây tầm khoảng chục ngày, tầm khoảng 12 ngày. Chính xác là 12 ngày. Đấy, người ta chết ở đường, năm 25 tuổi. Người này chết vẫn còn trẻ. Bà Hoàng Thị Lan ạ. Cho nên người bà dạo này không được khỏe. Ban ngày thì như là khỏi rồi, nhưng mà tầm tối đến tầm khoảng 5-6 giờ lại mệt trở lại. Chân tay bùn rùn. Theo bà nữa. Đây là các cái vong ở cái chỗ đất nhà bà, chỗ đất của bà, ở cả vong trẻ con, cả vong người lớn nhé. Cái chỗ gần chỗ nhà bà đang ở, đang đi làm bây giờ ấy, là cái chỗ đấy là ở sát đường, cho nên là trước có một người con gái này bị tai nạn ở cái chỗ đấy. Bây giờ cái hồn cái vía người ta vẫn ở đây, người ta cũng đi theo bà. Cái này người bà làm sao mà không dừ tử. Đàn ông này hai cái vong trẻ con này, một vong người phụ nữ chết tai nạn này, một vong nam cũng chết tai nạn ở đường này nhé. Giờ người ta ám ảnh theo bà, vì cái nhà này nó cũng chẳng cúng bao giờ, thần đất tổ công nó cũng không giữ. Bà thường xuyên hay bị ốm đau, một tháng bà phải ốm đến 2 lần. Còn biết là bà không biết viết hình luận, bà chỉ biết nghe thôi. Bây giờ thì tôi ở đậu này không về được nhà thì bây giờ chỉ, mà bây giờ ở cái người kinh người ta không tín. Bà này thì tắc qua tắc quái, bà ấy không tín đâu. Bà ấy không biết bình luận, bà ấy gọi Zalo. Bà không cúng cho người ta được. Bây giờ bắt buộc nhà thầy phải lấy quân quyền binh mã để cách người ta ra, để tách người ta ra, để bà được khỏe mạnh nhá.
mê hô bạc quan, dù chân gian đây là nhớ băng. Lúc kêu đây cây tiếng con nam cây nhớ ơi. Trời ơi nhân văn nâng tham hồn con quan ba mê hô vàng quan nóng tí phà bì. Quanh chân vào hộ con gái bà, đưa hai cái tay ra để bà đón lấy cái vía của bà nhá. Con thân thay trang tùng bò phá, các thân thay trang na bò phượng, thường khâu văn mà đội, thường khâu mùi mà nêm, thường anh em tổ tem, thường anh em tem một thường đỡ đơn na. Xen nên na ken cơ giờ này leo phải thả thẳng mồn cầu quan đốc na nó vàng quan ma chăn. Bể ơi khoai khoai khăn theo lăng mà lần quan khoai khoai khăn theo lăng đoàn lần chua. Ma nhập xa khổ thân nhập thân gian trần đâu sâu lung ngô phục đã còi non. Cặn xưa cặp tối ơi so cặn so lúc lan đo vàng quản bỏ đây cặp tối cũng bỏ đặt vặn xưa sụp cổ lễ giang ơi đầy nhì thêm hạ pi mình bỏ lì pi bên bỏ ra đây quảng trình tắc thù mơ pha ta xác mơ răm dù cái tí lòng giờ này và thương điệp mời ơi phụ thế vằn sự lai lai đầy bắt vì lực mình phải cầm đầy bắt khoăn nơi phụ thế vằn sự lâu bấy cỏ có kinh sen hèn đã kiến cô giờ này lẽ phải tha tha hồn công quan phu thế nào mà chân thả áo tham hồn công quan lục lần họ vàng quan ma thôn sao có lê giang ơi vằn xưa và cắp tôi cùng bỏ đắt nó giờ này cần dăm cần dương ơi hà cặp và cần cung là bỏ đắt văn này lục lan họ vàng quan bà mẹ vàng họ chính ơi và bây ơi cắp tôi xó ơi bồ cung họ vàng quan bồ cung là vàng họ mỹ lục mỹ lan mỹ lươn giờ nay lâu bó sự phụ thê phu quân vần xưa đây bạc lũng ho na đây họ lũng quay vằn xưa cặp tô
tôi số căn cùng bố đất bố đầy hạnh phúc trăm năm. Ơi xúc ngô la để giang mình bố ly pi bên bố đầy quàng. Trình tắc tổ mỡ phá ta sạc mơ răm. Giờ đây mơ răm đây hồn dung mơ răm đây là hôn thì mì tí kinh tí non dù răm mô nó dung. Mô đây mơ dương trần cạp tôi sổ căn này cân rằm cần dương cạp này à tôi bò đặt này. Giờ này bình mã nhà quan nhàng mi bình loạn nhà thầy lũng ngăn la lũng chờ tham tiếp phản ơi mắc kim lách lũng ngăn. Hà thiếp phản ơi mắc kim lách la lũng chờ âm dương này cách biết đôi đường. Bay tỉ lo lâu cần dâng mơ tỉ đây lo à dâng lâu rũ dâm mơ tỉ lo dâm dâm dương to cắp cùng bố đắt đôi bình mã nhà quan bình loan la nha tây nhăn lung tổ khang kim lạch lung tóc lồng. Lễ giang ơi leo phải thả thăm hồn cầu khoăn á lúc mình mà chăn. Leo phải thả thăm hồn cầu khoăn lúc mình mà thôn. Vì ơi ma theo bính mạng nhà quan giờ này phú khoăm phủ ngài hôn dung. Phú khoăm phủ ngài này tao phú khoăm phủ ngài này chính ca linh ca lại chân ơi à, xúc cỏ lệ giang ơi thả thăm hồn cầu quan ma mê ho vàng quan ma chân thả ông tham hồn cầu quan ba mê ho vàng quan đây ma thôn. Về ơi ma theo bính mạ nhà quan quan ơi ma theo bình đoàn nhà sắc lùng hô phục là cõi non mà nhâm thần lùng hô mà nó đâu cõi dù là mi ơi đôi khoăn là mi ơi mà nhập xa khổ thân mà nhập thân ra là trần hô sô lùng hô phục cõi non lùng hô mòn cõi dù bạch bệnh dù tứ thể tiêu tan văn nàn dù trần gian tiêu trừ mùi văn đây khển bên phai đầy đầy dựng cao on bên tương lượng bên năm. Từ nay là bay nà qua là buộc lư sốc cỏ lệ giang ơi ba mẹ họ lệ giang mi lượn mi tu mi po mi lục. Giờ này dăm dương ấy ấy cắp cân cùng bó đắt từ nay bay nà qua bốc lờ mồ này bắt lùng ho ho lùng quay na. Thương anh em tìm ông
qua đó lưng tóc đồ tham thịt phàn mẹ kim lách ở lùng trang đẹp phi đẹp phi đầm hầm ở ốc tùng bên và ốc tùng là biển bốc ai nào đầy bắt vi lục mình tay cầm leo vai thả tham hồn câu quan lốc mình mà chân leo phải thả tham hồn câu quan lốc đơn mà thồn về ơi ma theo lăng mà trình trang mà theo lăng loan đơn chưa mà nhâm xa khổ thân nhập thân ra ra trần ô số đã vì ơi đôi khoan là vì sắc xung người tu thể đầy đen trần gian đây mảnh phải tùng bộ đây ôn ca bay na cung na đầy ôn cao khẩn đánh nê đen khẩn càng đầy mảnh mùi văn tức khâu đông trang bạc thì ngon nồn pha đầy đắc tu tu thể hồn dung trần gian đầy hôn nì đắp đây đầy đầy an trần gian đây hào đầy thịt bên phay đầy đầy dưỡng cao on na bên tương lượng bên năm hơ ba mê hô vàng quan khẩu tức lung trắng bạc đầy ngon nòn pha đầy đắc lộc bọc dù tú thế đây nhờ ơn trả ơi ba mê ổ vàng quan lộc lan vàng hò tần đan đầy nhớ bóng lục kiêu đầy nhớ ơn con nam đầy nhớ bóng đầy đã nay lúc kêu kính cha con nam kinh thầy chờ trong cha tẩy sai thoát trong cười thấy hồ đã phân phê kêu nghi ngủ tựa chỉ hàng châu con nam cầm cây dâu thầy châm lục kêu cầm trên nam đón đưa tiến nam sật phu lư hồ hà chế tiến đôi xa la hầu vâng hầu thầy khẩn tám ca nghi chân lâu thầy âm khẩn lâu cũng nghi mệt lục kêu tiếng đa 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 lành thân con nam ha tiếng đàn lục kiêu xin phép thầy nghỉ chân con nam xin phép các thầy âm ha tiếng đàn lành thân nghỉ mệt đấy nha bà ơi nhớ nha đấy đêm nay là bà sẽ khỏi bà sẽ đỡ nhức hai cái thái dương này vì ngồi vào một cái là thấy nhức hai bên thái dương này nhức lên đầu đây đau ở chỗ khớp tay này nữa bà bị đau ở chỗ này nữa hai cánh tay của bà từ bả vai đây xuống là nó bị đau nó nặng trịch như có người bám ở đây nhá tí nữa bà xem lại video này bà biết rồi biết là bà xem này bà chỉ biết xem này bà không biết bình luận bà không biết cho cái lời nào lên đây cả vì bà không biết bấm cho nên mọi người xem là không thấy bà bình luận không thấy bà biết bà bảo đúng hay là sai thôi mọi người thông cảm cho bà vì bà già rồi bà không biết làm nếu mở lên thì bà chỉ biết xem thôi bà không biết bình luận
gọi đến, thậm chí nhiều lúc bà còn bảo bật lên nghe, như thậm chí bà còn bấm vào cái chỗ tắt đi. Người già nó thế. Hôm nay ở trên huyện Hữu Lũng từ thị trấn vào đến đây là tháo chốt rồi, còn ở chỗ mọi người thì mình không biết. Thế là cũng thấy mọi người cũng rất là vui, mình cũng rất là mừng. Vì bao nhiêu ngày nay rồi đi không đi được, muốn đi ra chợ không đi được. Nhưng mà bắt đầu từ chiều nay, từ 1 giờ chiều nay, tức là vào 13 giờ, không biết bao nhiêu phút của chiều nay, là ở trên chỗ cầu 10 của mình được tháo chốt rồi. Cũng phải vào hơn 20 ngày. Các thầy là ở nhà cứ luyện công suốt. Thôi, thế là mừng rồi, được tháo chốt là mừng rồi. Nhá, chúc cả nhà vạn sự được như ý, vạn sự được thành công.